Nếu như bạn muốn biết cách làm thế nào để tạo ra cái nút kêu gọi đăng ký kênh YouTube ở trên video của bạn thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước để bạn có thể làm cái nút đăng ký kênh để đưa vào video của bạn ở trên YouTube bằng phần mềm Canva và cấp cơ các bạn nhé. Chỉ vài phút thôi các bạn có thể làm được một cái nút đăng ký kênh chuyên nghiệp như thế này. Đầu tiên thì chúng ta cần phải mở phần mềm Canva lên, rê chuột phải vào nút Career a Design và chọn vào video hoặc là chúng ta nhấp vào cái video ở đây đều được mình sẽ nhấp vào video rồi tiếp theo thì chúng ta cần phải tạo cái nền xanh cho cái nút subscribe của chúng ta bây giờ chúng ta sẽ chọn cái màu xanh cho nó mình sẽ nhấp vào đây và chọn vào màu xanh ở à, đây vẫn chưa phải là xanh lắm thì mình sẽ nhấp vào nút uh, new color và kéo cho cái màu xanh nó đậm hơn một tí nhé tiếp tục là chúng ta sẽ vào tab element ở mục set chúng ta sẽ chọn vào cái biểu tượng nút hình vuông có bó tròn này và kéo nó ra ở đây thì mình sẽ cho nó nằm ở trong vùng các bạn khi mà các bạn rê chuột á các bạn có thể thấy được là nó sẽ có một cái khung màu hồng hiện ra ở đây chỉ là cái vùng an toàn của cái màn hình video các bạn nhé thì chúng ta chỉ cần để cái nút youtube của chúng ta ấy vào trong cái, phía trong cái vùng an toàn này là ok tiếp tục chúng ta sẽ nhấp vào đây và chọn vào màu trắng thì đấy chỉ là cái màu nền của cái nút YouTube của chúng ta các bạn tiếp tục chúng ta cần phải đưa cái logo YouTube của chúng ta vào đây thì ở đây chúng ta chỉ cần đưa cái logo YouTube của chúng ta vào thôi rồi bởi vì là cái logo này là nó hình vuông đúng không thì bây giờ chúng ta nhấp vào tab element và cuốn xuống chúng ta sẽ chọn cho nó một cái khung à, các bạn nhấp vào cái frame này và chọn vào biểu tượng hình tròn rồi chúng ta sẽ lấy chuột qua và bóc cái hình này thả vào trong cái khung tròn này. Sau đó chúng ta sẽ zoom nhỏ cái đường tròn này vào trong ô mà chúng ta muốn làm nút subscribe ở đây. Đây chính là cái avatar YouTube của chúng ta đó các bạn. Chúng ta sẽ zoom lớn lên xíu nhé. Ở đây thì bởi vì cái avatar của mình là nó có cái nêm màu trắng nên nó không có nổi lắm đúng không? Bây giờ mình sẽ tạo cái viên cho cái hình tròn này bằng cách nhấp vào đây và chọn vào cái dấu borderline ở đây. Và mình sẽ tăng cái này lên tầm khoảng là 5. Enter. Rồi, à, nhưng mà nó là màu đen thì nó vẫn không có nổi bật lắm Thì bây giờ mình sẽ chọn vào cái màu sắc ở góc này Border Color Và cuộn xuống ở dưới mình sẽ chọn một cái Gradient cho nó đây, Ví dụ chúng ta sẽ chọn cái Gradient này Màu Gradient này nó rất là đẹp mắt các bạn ha Thì ở đây mình sẽ chọn là Border này à, đây chỉ là cái logo Tiếp theo là mình sẽ thêm cái tên kênh Youtube của mình vào à, Nhập vào Tab Chọn vào Add Heading Và nhấn vào kênh Youtube Sau đó các bạn format cho cái tên này, à, mình sẽ chọn cái phóng chữ là Oswald. rồi mình sẽ để nó in đậm và kéo nó nhỏ lại. Đây, tiếp tục ngoài tên kênh youtube thì chúng ta cần phải gửi thêm một cái thông điệp cho người xem họ có lý do để họ click vào đúng không? ở đây mình sẽ copy cái tên này và đưa ra xuống bên dưới. À, mình muốn cái tên nổi bật hơn cái thông điệp thì mình sẽ chọn cái thông điệp nó là không có in à, đậm, rồi bây giờ mình sẽ ký là hướng dẫn kênh youtube của mình thì chuyên về các cái bài hướng dẫn về sử dụng công nghệ cũng như là marketing thì mình sẽ làm cái thông điệp như vậy rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ giống nhỏ cái tên này một chút xíu là được này rồi chúng ta sẽ điều chỉnh cái tên này cho nó phù hợp nhé đấy chính là cái tên cũng như cái thông điệp của kênh của mình tiếp theo thì chúng ta cần phải đưa vào đây một cái nút subscribe đúng không thì chúng ta sẽ để chuột vào element và search là subscriber các bạn nhé chúng ta sẽ search là subscriber nó sẽ có rất là nhiều biểu tượng cho chúng ta lựa chọn ở đây chúng ta nhấn vào see on và nhấn vào các cái biểu tượng subscribe mà bà mong muốn ở đây mình sẽ chọn cái biểu tượng subscribe này rồi sau đó thì mình sẽ giúp nhỏ cái biểu tượng này lại và đưa xuống phía dưới ở đây như thế này các bạn nhé tiếp tục thì mình sẽ chọn thêm một cái biểu tượng nữa là biểu tượng like thumbs up đó à. thì chúng ta sẽ có những cái biểu tượng như thế này à, biểu tượng này là thumbs up này chúng ta sẽ đưa vào đây và chúng ta kéo nhỏ nó lại nha ngang bằng với cái dòng chữ subscribe rồi tiếp theo thì chúng ta cần phải tô màu cho nó thì để mà tô màu thì mình muốn cái màu này cùng cùng với màu subscribe này mình sẽ chọn vào biểu tượng thumbs dấp này nhấp vào color chọn vào cái nút new color và chọn vào cái pick color và mình sẽ chọn vào cái màu đỏ thì như vậy là hai màu nó đã trung khớp với nhau rồi tiếp theo mình cần phải làm thêm một cái nút chuông ở đây nữa thì để mà có thể làm được nút chuông ở đây thì chúng ta cần phải làm một cái đường tròn trước ha chúng ta sẽ vào element và chọn vào shape ở đây thì chúng ta sẽ chọn vào circle màu của một hình tròn mình sẽ chọn màu đỏ và cùng với màu của surprise luôn nha đây rồi nhập ra ngoài mình sẽ zoom nhỏ cái hình tròn này lại nhé đây mình sẽ đưa cái hình tròn vào đây bạn có thể thấy được là một cái đường lái gật đứt nó là đường giống để đảm bảo được là cái lái của ba cái thuộc tính này nó bằng nhau. Sau đó chúng ta sẽ zoom nhỏ vào đây để cho nó bằng cái vị trí. Như vậy là cái đường tròn này và cái đường tròn này đã bằng kích thước nhau rồi. Tiếp tục thì mình sẽ tìm một cái chuông ha, nhấp vào element và chọn vào cái chuông. Ở đây mình sẽ ghi là bell. Thì cái chuông mà mình mình muốn là nó là một cái hình đồng thì bây giờ mình sẽ nhấp vào phần là filter. Chọn vào animate và nhấp vài filter một lần nữa thì như vậy bạn có thể thấy được đây có một cái chuông nó lắc lư này đây mình sẽ chọn cái chuông này rồi bây giờ mình sẽ đưa cái chuông này vào vị trí này đấy được chưa như vậy là cái biểu tượng hình tròn nó đã lắc lư rồi các bạn này rồi như vậy là mình đã có được một cái nút subscribe cần như thế này rồi bây giờ thì mình sẽ cài cái hiệu ứng xuất hiện của cái nút này các bạn nhé ở đây thì mình sẽ dùng uh, nhỏ nó lại này Rồi sau đó mình sẽ bôi hết toàn bộ cái này Và mình nhấn vào group Rồi sau khi nhấn vào group rồi ấy, thì mình sẽ rơi chuột lên nút anime Và chọn vào một cái để hiệu ứng xuất hiện Nên mình muốn là nó sẽ xuất hiện từ dưới lên và thoát ra cũng xuất hiện từ trên xuống Thì bây giờ mình sẽ chọn vào nút là baseline Đây Và mình sẽ chọn vào bầu Có nghĩa là nó vừa cái hiệu ứng xuất hiện và vừa có hiệu ứng uh, biến mất luôn Được chưa và ở đây các bạn có thể tùy chỉnh cái speed Đó, chậm hơn xíu cũng được Đó, nhẹ nhàng như vậy thôi Nó rất là nhẹ nhàng như vậy thôi Và ở đây các bạn có thể xem qua này Đó, khi nó xuất hiện này Và khi nó kết thúc này Nó sẽ đi lên, đúng không? Mình muốn là khi nó xuất hiện và khi nó kết thúc Thì nó cái hướng nó ngược lại đi Thì bắt đầu mình sẽ chọn lại cái này tròn Chọn lại cái group này và cái baseline hồi này á, thì chúng ta sẽ bối lên này, này Chúng ta sẽ thấy được cái baseline này và các bạn có thể nhấp vào reverse exit animate nhấp vào đây thì nó sẽ xuất hiện đi lên thì nó sẽ ẩn mất nó cũng sẽ đi ngược lại chiều rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại rồi này 5 giây này rồi như vậy là cũng khá là ổn rồi bây giờ đến việc là chúng ta cần phải thêm một cái gì đó nó thu hút vào cái nút surprise đúng không ở tab element thì mình sẽ nhấp vào click enter đấy nó sẽ có cái hiệu ứng chuột thì tương tự như vậy mình cần phải lọc nó thành cái hình đồng đi, animate và nhập vào filter. ở đây thì nó sẽ có rất là nhiều cái nút click này, bạn có thể tùy chọn một trong những cái nút này ha. rồi ở đây thì mình sẽ chọn cái nút này đi nhá, nút con trỏ chuột. rồi sau đó mình sẽ cuộn xuống. đó, rồi, các bạn thấy được là con trỏ chuột nó như thế này, mình sẽ kéo lớn lên cho bạn xem nhá. đó như thế này các bạn nhá. Như vậy là à tạm ổn rồi các bạn. Rồi, các bạn để ý thấy là bởi vì á, là cái anime này á, nó xuất hiện từ đầu video luôn nên là lúc nào nó cũng sẽ có như thế này đúng không? Thì bây giờ làm thế nào để, để quy định cho cái thời gian xuất hiện của nó đúng không? Thì bây giờ mình sẽ nhấp vào cái hình này này, nhảy chuột phải vào và chọn vào Show Timing. Ở đây chúng ta sẽ quy định cái thời gian xuất hiện của cái hình click này đúng không? Chúng ta sẽ kéo nó qua. Đó. Chúng ta sẽ xem nó xuất hiện nhá. Lên này. Rồi xuất hiện này click này và click nó đi xuống bây giờ mình sẽ cho nó xuất hiện trong 1,5 giây đâu là mình sẽ cho nó xuất hiện ok rồi bây giờ là khi nó click vào này rồi nó click vào cái nữa này rồi nó mới thoát xuống thì cái này bắt đầu xuống thì cái nút con trỏ này nó sẽ phải ẩn đi đúng không chúng ta cần phải nhập vào con trỏ này nhảy chuột phải vào và chọn sau tham và kéo nó về vị trí này rồi như vậy là chúng ta sẽ xem lại một lần nhá lên này click này click này và thoát đó như vậy là con trỏ chuột này nó đã làm đúng cái vị trí của nó rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tải cái video này về nhấn vào xe nhận vào download và ở đây thì chúng ta chỉ cần là nhấp vào mp4 kéo lên 4k nha và nhận vào download rồi sau khi mà download rồi thì chúng ta sẽ mở cắp lên và đưa cái video chúng ta vào đây rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đưa cái video xuống dưới thăm like rồi, chúng ta sẽ mở để xem lại một lần nhé. Đó, ok. Thì với cái uh, Subscribe này thì nó sẽ không có tiện đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái âm thanh vào. Để thêm âm thanh chúng ta nhấn vào uh, mục âm thanh ở trên góc trên bên tay trái nha. Sau đó chúng ta nhấn vào hiệu ứng âm thanh. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ nhấn vào cái biểu tượng tám giác này. Và chọn vào cái mục chuyển tiếp. Ở đây thì mình sẽ chọn một cái hiệu ứng để xuất hiện này. Đây mình chọn cái hướng này luôn Và mình sẽ kéo cái thân player về phía này Và chọn vào hướng này kéo xuống nhá Mình muốn nó là ngay từ đầu luôn này Rồi bây giờ mình sẽ kéo nhỏ âm lượng xuống ở Tầm khoảng là 8 đi Rồi chúng ta sẽ cùng nghe lại này Đó Ok, hiệu ứng xuất hiện rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm đến cái vị trí mà con con trỏ nó click vào cái nút subscribe đó. Đây Thì vị trí này nó sẽ có một tiếng click Thì chúng ta sẽ nhấn vào hiệu ứng âm thanh này Và chúng ta nhấp vào click Đó Thì đây chúng ta nhấp vào đây chúng ta xem nhé Rồi đây Đây chính là cái âm thanh chúng ta cần Kéo xuống và thả vào vị trí này Bây giờ chúng ta sẽ cùng ừ. nghe nhé Đó Rồi bây giờ chúng ta lại tìm tiếp à, Cái vị trí của con trỏ nó xuất hiện này Đó nó xuất hiện thêm một cái này nhé Đây và chúng ta sẽ nhập vào tìm kiếm là đinh rồi ở đây à, bèo đinh à, hai cái này các bạn chọn cái nào cũng được ha mình sẽ chọn cái béo đinh rồi đây và mình sẽ kéo đúng cái vị trí âm thanh nó xuất hiện đó rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại toàn bộ cái nút click nhá. Rồi như vậy là chúng ta đã làm xong cái nút subscribe rồi bây giờ là chúng ta sẽ giới hạn cái âm th thanh này về vị trí này và như vậy nó là một cái video tròn vẹn rồi các bạn nhé bây giờ là chúng ta sẽ xuất video này và chọn chế độ 4k nhé và nhấn vào đây là subscribe video youtube rồi chúng ta nhấn vào xuất rồi sau khi xuất xong rồi thì để mà có thể xem cái nút subscribe nó hiển thị trên video như thế nào chúng ta sẽ nhập vào một cái video chúng ta đưa vào đi và ở đây thì chúng ta sẽ đưa cái video này làm tham gia chìm đi rồi như thế này các bạn nhé bây giờ mình sẽ xóa cái phóng lên sân bằng cách là nhấn vào cái video này di chuyển chuột lên video chọn vào cắt ảnh sau đó chúng ta nhấn vào phóng sân chọn vào bộ tròn màu và chọn vào màu xanh này rồi chúng ta sẽ tăng cường độ lên đó ở đây thì chúng ta sẽ tăng thêm nhá tăng cho nó mất cái viên sân ở ngoài đi nó tầm khoảng là 10 là được rồi các bạn đó bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại nhá rồi bây giờ chúng ta sẽ mở lớn màn hình lên để xem nhá Rồi như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn xong cách để các bạn tạo được cái nút đăng ký kênh YouTube hiển thị trong video để tăng cái sự kêu gọi hành động ở trong video của bạn thì mình hy vọng rằng cái video này nó sẽ hữu ích với các bạn và các bạn có thể dễ dàng thực hiện nó hãy tạo cái nút kêu gọi hành động chuyên nghiệp để có thể thu hút được lượt xem và lượt đăng ký ở trên youtube nhé nếu như các bạn thấy cái video này là hữu ích thì nhấn vào nút like video ủng hộ kênh và đăng ký kênh đón xem những video mới nhất một kỹ thuật ra mắt nhé xin chào và hẹn gặp lại